cho nó mở ta xuống rồi.
Trần Thị Ngọc Mai, Nghệ An. Mai Phương Thảo, Quảng Ninh. Thẩm Hoàng Thu Yên, Hải Phòng. Emma Maria Fernandez, Thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Kim Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Quỳnh Như, Đắk Lắk. Phạm Thị Anh Thư, Hà Nam. Trần Nhật Lệ, Quảng Ninh. Đinh Thị Hoa, Đắk Lắk. Nguyễn Thị Lệ Nam, Tiền Giang. Trần Thị Ánh Nguyệt, Thái Bình. Trịnh Thị Hồng Đăng, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Hương Lê, Yeah Lê. Lê Thị Lan Anh, Vĩnh Phúc. Bùi Quỳnh Hoa, Thủ Đô. Hồ Duyên, Buôn Krông, Đắk Lắk. Kính thưa quý vị, Vĩnh Phúc xin được chào đón tất cả quý vị đến với đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2023. Và chương trình của chúng ta đang được tổ chức tại nhà Hòa Bình bởi Miss Universe Việt Nam và được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Miss Universe Việt Nam và Miss Universe. Và vừa rồi, đó là phần chính đầu tiên của các cô gái trong top 18 của Miss Universe Việt Nam 2023 để chào đón quý vị. Nếu quý vị cảm thấy đó là yêu thích họ thì hãy vỗ tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho họ ngay từ bây giờ. Miss Universe Việt Nam 2023. Vâng ạ. Thưa quý vị ạ,
Tối ngày hôm nay, rất nhiều người sẽ hạnh phúc. Với top 18 cô gái, họ hạnh phúc bởi vì họ vẫn có những cơ hội trọn vẹn trong buổi tối ngày hôm nay để có thể chạm đến tuyệt tác vương miện dành cho Miss Universe Việt Nam 2023. Một tuyệt tác vương miện Life in the Sunrise của Jessica Jewelry. Xin được cảm ơn Jessica Jewelry đã hỗ trợ chúng tôi. Và tất cả quý vị sẽ hạnh phúc bởi vì chúng ta sẽ chứng kiến được hành trình tỏa sáng của họ trong đêm nay, cũng như những gì họ đã làm trong những ngày vừa qua. Và không thể thiếu, Vĩnh Phú ngày hôm nay cũng vô cùng hạnh phúc khi có thể giúp cho quý vị hiểu rõ hơn nữa lý do vì sao những cô gái này đã nỗ lực hết mình để có thể trở thành Miss Universe Việt Nam 2023. Lý do bởi vì, hãy cùng theo dõi những hình ảnh lý do tại sao họ lại nỗ lực như vậy. Bởi vì Miss Universe Việt Nam 2023, xin mời. Miss Universe is USA! India! Viva Mexico! South Africa! Philippines! Miss Universe, nơi hội tụ và tôn vinh các biểu tượng sắc đẹp và trí tuệ đến từ nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Tại đây, mỗi đại diện ưu tú đều sẽ có cơ hội tham gia tranh tài để giành lấy ngôi vị cao quý nhất. Năm 2023, Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam chính thức trở thành đơn vị duy nhất nắm giữ bản quyền cử thí sinh tham dự cuộc thi Miss Universe sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2023 tại El Salvador. Với mong muốn tìm ra một đại diện ưu tú cả về nhan sắc lẫn trí tuệ, ban tổ chức Miss Universe Việt Nam 2023 đã lựa chọn 18 gương mặt tài năng đến với vòng chung kết. Trước đó, top 18 cô gái xuất sắc nhất cũng đã chính thức bước vào nhà chung để tham gia tập luyện và chuẩn bị cho các phần thi đặc sắc như thử thách chụp ảnh beauty, thử thách sáng tạo nội dung, phần thi bikini, hoạt động từ thiện, phần thi phỏng vấn kín cùng nhiều hoạt động thú vị khác. Trong đêm nay, gương mặt nào của top 18 Miss Universe Việt Nam 2023 sẽ đạt được ngôi vị cao nhất và chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tham gia tranh tài tại El Salvador? Hành trình cuối cùng để đến với Miss Universe 2023 đã rất gần. Vương miện Life in the Sunrise đang chờ đợi chủ nhân xứng đáng. Và ai sẽ trở thành niềm tự hào của nhan sắc Việt? Tất cả sẽ có trong đêm nay. Vĩnh Phúc xin được chào đón quý vị quay trở lại với đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2023. Vừa rồi, đó là lý do mà các cô gái của chúng tôi họ vô cùng nỗ lực để chạm đến danh hiệu Miss Universe Việt Nam 2023. Và bây giờ, chúng tôi hiểu rằng khi cuộc thi được lãnh sướng, được diễn ra dưới mùa điệu, những người yêu sắc đẹp đã vô cùng quan tâm. Và chúng tôi cũng cần có những người đã đi cùng với tất cả những cô gái, hàng ngàn những cô gái tại Miss Universe Việt Nam 2023 để cùng tìm ra những chủ nhân xứng đáng của các ngôi vị, của những top của chương trình. Và giờ đây, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ các thành viên trong ban giám khảo của Miss Universe Việt Nam 2023. Chúng tôi sẽ được giới thiệu trưởng ban giám khảo Miss Universe Việt Nam 2023, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, tổng giám đốc Elite Việt Nam. Sẽ được giới thiệu các thành viên trong ban giám khảo, CEO Miss Universe Việt Nam, Trần Ngọc Lan Khuê. Và tiếp tục xin giới thiệu doanh nhân Chu Thị Hồng Anh, thành viên ban giám khảo. Và tiếp tục một thành viên trong ban giám khảo sẽ được giới thiệu siêu mẫu MC Nguyễn Phương Mai. Và chúng tôi tiếp tục giới thiệu thành viên danh dự của ban giám khảo, doanh nhân Di Ái Hồng Sâm. Vâng ạ, rất mong tất cả quý vị khán giả hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt dành cho ban giám khảo, họ sẵn sàng bước vào vị trí của mình để sẵn sàng cầm cân nĩ mực để giúp cho quý vị tìm ra những cô gái tuyệt vời nhất của Miss Universe Việt Nam 2023. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý, các quý nhà tài trợ đã đồng hành với Miss Universe Việt Nam 2023. Và xin được cảm ơn các đơn vị báo chí truyền thông đang có mặt để đưa tin và mang đến chúng tôi rất nhiều sự hỗ trợ dành cho Miss Universe Việt Nam 2023. Và giờ đây, thưa quý vị, với 18 cô gái bước vào đêm chung kết, bước vào hành trình đêm nay của chúng ta,
họ không chỉ mang đến đó là nhan sắc, đó là sự nỗ lực và cố gắng, mà còn nhiều hơn thế nữa, họ sẽ là những người đại diện cho nhan sắc Việt Nam đến với đấu trường của thế giới. Và lúc này họ không chỉ mang nhan sắc, mà họ còn mang cả đó là văn hóa và con người Việt Nam như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn video nơi mà tất cả các cô gái trong top 18 của Miss Universe Việt Nam 2023, họ sẽ nói về quê hương. 18 cô gái xinh đẹp, tài năng đến từ nhiều nơi trên khắp cả nước, nhiệt huyết theo đuổi ước mơ tại Miss Universe Việt Nam. Mỗi thí sinh đến với cuộc thi đều mong muốn có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng, hơn thế là quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới. Một đất nước có nền văn hóa lâu đời với những nét đẹp vừa giản dị, mộc mạc, vừa kiêu diễm, mỹ miều, được top 18 thể hiện một cách hoàn hảo trong tà áo dài Việt Nam. Bên cạnh nét đẹp của sự truyền thống, các cô gái còn mang đến một hình ảnh tự tin, năng động của người phụ nữ hiện đại. Với tinh thần, tự hào là một người con đất Việt, mang theo nét đẹp hài hòa, pha trộn giữa nét truyền thống lâu đời cùng thần thái cuốn hút. Top 18 hứa hẹn sẽ mang hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam hiện đại đến với Miss Universe quốc tế. Thank you.
Thưa quý vị, đây là đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2023. Và giờ đây quý vị đã sẵn sàng để cùng gặp gỡ với những người đẹp của chúng ta với rất nhiều những điều đặc biệt tiếp theo. Thưa quý vị, phần trình diễn ngay bây giờ tại sân khấu của Top 18 Miss Universe Việt Nam 2023 với những bộ trang phục lấy cảm hứng từ chất liệu trang phục dân tộc của nhà thiết kế Thạch Linh xin được giới thiệu họa sắc non cao. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trông cho tàn vẫn không đầu hàng. Chẳng phải sao mai cũng không là ai. Nó hoa biết mai nó trên cao đèn đẹp mà nhiều gái. Sao nắng nắng xin chào chị em. Chạy về đâu cũng là như nhau.
Xin được cảm ơn sự cổ vũ của tất cả quý vị. Và quý vị có thể cổ vũ to hơn nữa thì càng tốt. To hơn nữa được không ạ? Và nếu có thể thì xin được nhờ quý vị chúng ta dành một tràng tay thật lớn dành cho nhà thiết kế Thạch Linh với bộ sưu tập họa sắc non cao đã nâng bước cho sự tỏa sáng của các cô gái top 18 Miss Universe Việt Nam 2023. Xin cảm ơn nhà thiết kế Thạch Linh ạ. Thưa quý vị, và giờ đây các cô gái của top 18 Miss Universe Việt Nam 2023 sẽ nhờ quý vị chờ đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Miss Universe Việt Nam 2023. Tôi là Audrey và ngay bên cạnh tôi là hai đóa hoa xinh đẹp, Nhật Lệ và Hồng Đăng. Hello girls, hello. Xin chào các em. Hello. Lệ ơi, em đang cảm thấy như thế nào khi mình chuẩn bị bước ra và sẽ thi phần thi swimsuit, một phần thi vô cùng nóng bỏng và hấp dẫn? Xin kính chào toàn thể. Xin kính chào toàn thể quý vị đang có mặt tại đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2023. Và mình là Nhật Lệ. Thực sự ngay lúc này đây thì đang chuẩn bị bước đến vòng thi swimsuit. Thì Nhật Lệ đang cảm thấy vô cùng là hồi hộp, nhưng cũng rất là mong chờ đến phần thi của mình. Bởi những cái kỹ năng và khả năng trình diễn trên sân khấu mà mình đã được học được. Và quý vị khán giả ơi, hãy cùng theo dõi Nhật Lệ và 17 cô gái tiếp theo để xem những cái bứt phá ở trên sân khấu. Một phần thi mà đòi hỏi rất nhiều kỹ năng đúng không? Okay, hello Dang, how are you today? I feel great. Thank you. How are you preparing for the swimsuit competition? Well, we have been fortunate to have a lot of preparation for the swimsuit competition. We've had a lot of experts teaching us new skills like catwalk, self-presentation, how to feel confident, which I think is actually the most important element. To be beautifully confident, like our slogan. Well, at least nobody has to be on diet for this. Vâng, và để tiếp tục chương trình, chúng ta hãy quay trở lại sân khấu chính với MC Vĩnh Phúc. Thật im. Miss Universe Việt Nam 2023. Quyển sách này cô cũng sẽ rất là thích đọc, bởi vì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ là một quyển sách mà chạm được rất là nhiều trái tim của phụ nữ thông qua công việc này. Thứ nhất là cảm ơn, thứ hai là chúc mừng, thứ ba cô sẽ là fan hâm mộ để mua sách. Vừa rồi qua buổi học cùng với cô Khuất Ánh Tuyết thì mình cảm thấy buổi học rất là chân thực và mang lại những giá trị thực tế đối với các bạn thí sinh. Chúng mình được học cách ngồi, cách đi đứng và cách nói chuyện. Mình hy vọng những bài học của cô Khuất Ánh Tuyết sẽ đem lại những giá trị cho tất cả mọi người ở đây và các cũng sẽ là hành trang để các bạn thi thật tốt. Trước tiên thì em muốn gửi lời cảm ơn với chương trình đã tổ chức ra cái khóa training như thế này. Đối với em là một thí sinh mới và rất biết ơn khi mà được học hỏi và được trau dồi thêm kinh nghiệm để mình có thể tự tin hơn, để mình có thể chuẩn bị tốt hơn cho những buổi tiếp theo và ngày chung kết sắp tới ạ. Xin chào đón quý vị quay trở lại với đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2023. Và thưa quý vị, vừa rồi thì Vĩnh Phú đã thoáng thấy thông qua hình ảnh của trò chuyện hậu trường của dì Âu với lại các bạn thí sinh của chúng ta ngày hôm nay, những người đẹp của chúng ta, thì họ đã sẵn sàng trang phục swimsuit rồi quý vị ơi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng sẵn sàng để cùng thưởng thức phần trình diễn swimsuit
của Top 18 Miss Universe Việt Nam 2023 cùng với sự hỗ trợ của ca sĩ Mỹ Mỹ và Mai Ngô. Xin giới thiệu Lady Vũ đến từ thành phố Hồ Chí Minh với số đo 81-60-92 và chiều cao 1m76. Lady Vũ. Và tiếp tục Trần Thị Ngọc Mai đến từ Nghệ An, số đo 88-63-95 với chiều cao 1m68, Trần Thị Ngọc Mai. Hãy cùng gặp gỡ Mai Phương Thảo đến từ Quảng Ninh với số đo 80-60-90 và chiều cao 1m68, Mai Phương Thảo. Phạm Hoàng Thu Huyền đến từ Hải Phòng với số đo 84-63-94 và chiều cao 1m68, Phạm Hoàng Thu Huyền. Emma Lê đến từ thành phố Hồ Chí Minh với số đo 86-62-92 và chiều cao 1m70. Quỳnh Kim Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh với số đo 86-63-93 và chiều cao 1m75. Nguyễn Thị Quỳnh Như đến từ Đắk Lắk với số đo 89-62-94 và chiều cao 1m73.
Phạm Thị Anh Thư đến từ Hà Nam với số đo 84-59-92 và chiều cao 1m75. Nguyễn Diễm My đến từ Cà Mau với số đo 89-60-89 và chiều cao 1m73. Trân Nhật Lệ, Quảng Ninh với số đo 80-60-92 và chiều cao 1m70. Đinh Thị Hòa đến từ Đắk Lắk với số đo 80-60-90 và chiều cao 1m73. Nguyễn Thị Lệ Nam đến từ Tiền Giang với số đo 85-60-90 và chiều cao 1m75. Trần Thị Ánh Nguyệt đến từ Thái Bình với số đo 87-66-97 và chiều cao 1m74. Trịnh Thị Hồng Đăng, thành phố Hồ Chí Minh với số đo 86-60-91 và chiều cao 1m71. Nguyễn Thị Hương Ly đến từ Gia Lai với số đo 86-62-98 và chiều cao 1m76. Lê Thị Lan Anh, Vĩnh Phúc với số đo 81-59-92 và chiều cao 1m74. Bùi Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội với số đo 85-63-94 và chiều cao 1m75. Hồ Duyên Bắc Rồng đến từ Đắk Lắk với số đo 80-63-93 và chiều cao 1m72. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh ngoài em. Đó là không ai khác ngoài em. Hãy vỗ tay nhiều hơn cho ca sĩ Mỹ Mỹ và rapper Mai Ngô. Dĩ nhiên không thể quên, hãy nhiều tràng vỗ tay hơn nữa dành cho top 18 của chúng ta trong trang phục swimsuit của Miss Universe Việt Nam 2023. Và chúng tôi xin được cảm ơn bộ sưu tập của nhà thiết kế Katie Nguyễn, Sita by Katie Nguyễn đã mang đến sự nóng bỏng này trọn vẹn trong sân khấu. Và để có thể xin nóng bỏng hơn nữa thì vỗ tay nhiều hơn nữa được không thưa quý vị à? Quý vị khán giả của Miss Universe Việt Nam 2023 ơi. Và giờ đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi lý do vì sao những cô gái này có thể trình diễn xuất sắc như vậy. Đó là phần luyện tập và hành trình tập luyện vô cùng đặc biệt của họ, 18 cô gái của Miss Universe Việt Nam 2023. Xin mời. Top 18 thí sinh của Miss Universe Việt Nam 2023 luôn luôn nhiệt huyết theo đuổi ước mơ của chính mình. Hành trình tại Miss Universe Việt Nam không hề dễ dàng. Lịch trình giữa các phần thi vô cùng chặt chẽ, nên các cô gái phải tận dụng tối đa thời gian để vừa tổng duyệt vừa makeup, chuẩn bị cho hình ảnh của mình. Những giây phút mệt mỏi không thể che được tinh thần máu lửa của các thí sinh. Dù là trời nắng hay luyện tập lúc tối muộn, top 18 của Miss Universe Việt Nam vẫn luôn tập trung và nghiêm túc hoàn thành từng hoạt động. Đồng hành cùng top 18 là sự chỉ bảo nhiệt tình của giảng viên Quốc Ánh Tuyết và biên đạo Adam Lâm để các cô gái được tỏa sáng trên sân khấu của cuộc đời mình. Cảm xúc của Adam Lâm khi đến với chương trình Miss Universe 2023 là một cảm xúc rất là sôi nổi và hồi hộp để có thể truyền lại tất cả những cái năng lượng, những cái ngọn lửa và những kinh nghiệm của mình đã gặt hái được để cho các bạn có được một phần thi tốt nhất. Ý tưởng bài biên đạo của Adam thiên về sự quý phái, nữ tính, năng động và đặc biệt là như những chiến binh, và mình chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi này. Mặt bằng chung khi Adam tiếp cận và tập luyện với tất cả các thí sinh thì Adam thấy các bạn khá là đồng đều về khả năng, và hy vọng là các bạn có thể giữ được cái nhịp độ này sẽ giúp cho tất cả các bạn có thể giành được ước mơ của mình. Với sự nỗ lực không ngừng, cô gái nào sẽ được xướng tên với ngôi vị cao nhất tại Miss Universe Việt Nam 2023? Xin chào The Grand Hồ Tràm. We'll be right back.
không chỉ tìm kiếm một cô gái sở hữu vẻ đẹp bề ngoài, mà cô gái ấy còn phải có trí tuệ, lòng nhân từ, khả năng chủ động và quan trọng nhất là có lý tưởng sống của riêng mình. Cái mục đích sống mà tôi mang đến đó chính là sự nhiệt huyết, hiện đại trong suy nghĩ, văn minh trong lối sống và bình đẳng với tất cả mọi người. Sau này Như sẽ là một người có tiếng nói cũng như là truyền cảm hứng cho mọi người ở tương lai. 5 năm tới mình sẽ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Chúng ta chỉ sống một lần thôi, thì tại sao chúng ta không trân trọng những gì mình có? From an office girl to being a beauty queen contestant, to discover everything I can in this world and in this life. Bản lĩnh trong hành động, sắc sảo trong lời nói và quyết đoán trong suy nghĩ. Với việc phát triển bản thân, Thư học quản trị kinh doanh và học đại học sân khấu điện ảnh, tôi luôn mong muốn rằng học kinh tế để tôi sau này có thể trở thành một người phụ nữ độc lập về tài chính. Cuộc sống hạnh phúc là mình được sống thật với bản thân của mình và sống thật với cảm xúc, tình cảm của mình. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, đem đến những cái điều tốt nhất cho những người mà mình yêu thương. Chính ba mẹ Hương Ly là người đã truyền cảm hứng cho mình với một mục đích sống, lao động chăm chỉ và tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. Đó cũng là kim chỉ nam Hương Ly vẫn luôn theo đuổi trong cuộc sống của mình. Kiến tạo những giá trị xinh đẹp cho cộng đồng, xã hội và lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực đến mọi người. Mục đích sống của Đăng là được chia sẻ và giúp các bạn trẻ chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Bởi vì Lệ Nam sinh ra từ một gia đình thiếu thốn hạnh phúc và bạo lực, cho nên là Lệ Nam hiểu rất rõ được cái giá trị của tình yêu thương. Nếu như My may mắn chiến thắng thì My sẽ trích một phần tiền thưởng để giúp cho các bạn nhỏ không có điều kiện đến trường. Có một nền tảng giáo dục tốt đó chính là cơ hội để thay đổi cuộc sống của bất kỳ ai. Sống là để yêu thương. Thế nên đó cũng là lý do tại sao là mình chọn các cuộc thi hoa hậu để mình tham gia, để mình mong có thể kiến tạo nhiều hơn cái giá trị đẹp cho cuộc sống. Cơ hội danh giá trở thành đại diện Việt Nam mang theo niềm kiêu hãnh của sắc đẹp và trí tuệ Việt để chinh phục ngôi vị cao nhất tại Miss Universe ở El Salvador. Chủ nhân của chiếc vương miện, người đại diện cho Việt Nam ở đấu trường quốc tế sẽ là một trong top 18 cô gái đang đứng trên sân khấu tối nay của Miss Universe Việt Nam 2023. Quý vị đã quay trở lại với đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2023. Vâng ạ, thưa quý vị, và giờ đây, các cô gái của chúng ta đã sẵn sàng để đến với phần trình diễn trang phục dạ hội. Và xin được thông tin thêm với lại tất cả quý vị khán giả của chúng tôi, đó là cô gái có phần trình diễn trang phục dạ hội tốt nhất sẽ trở thành người đẹp thời trang của Miss Universe Việt Nam 2023 và nhận được rất nhiều những phần tưởng thưởng mà chúng tôi sẽ bật mí sau chương trình. Và giờ đây, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với phần trình diễn cuối cùng trên sân khấu của đêm chung kết hôm nay của Top 18 Miss Universe Việt Nam 2023. Quý vị có sẵn sàng để cổ vũ họ thật nhiều không nào? Và chúng tôi cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ họ dựa trên nền nhạc của một khúc ca đến từ Lâm Bảo Ngọc. Xin mời hãy cùng đến với Cười Lên Việt Nam. Vũ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, là người Pháp gốc Việt và có thời gian học tập tại Mỹ cùng với nền tảng kiến thức về thiết kế nội thất và thiên nhiên. Cô mong muốn sẽ giới thiệu những cảnh quan tuyệt đẹp của Việt Nam và nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên trong bối cảnh trái đất đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do tác động của biến đổi khí hậu. Trân Thị Ngọc Mai đến từ Nghệ An. Cô gái năm nay 24 tuổi và tốt nghiệp chuyên ngành luật nhân sự và thương mại
tại trường National University Odessa Law Academy. Sinh ra tại Ukraine, nhưng Ngọc Mai vẫn luôn tự hào là người con nước Việt. Cô ấy tin rằng hãy tự tin vào bản thân và tất cả giới hạn chỉ nằm trong suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Mai Phương Thảo đến từ Quảng Ninh, là một người từng mặc cảm về ngoại hình và tính cách khá rụt rè. Phương Thảo đã dám đứng lên và cho bản thân cơ hội chinh chiến tại đấu trường Miss Universe Việt Nam. Cô tin rằng mỗi người đều có một sứ mệnh và bản lĩnh riêng. Chỉ cần bạn dám nghĩ, dám làm, chắc chắn bạn sẽ chạm đến thành công. Phạm Hoàng Thu Uyên, Hải Phòng, là một người phụ nữ luôn sẵn sàng với những thử thách bằng những trải nghiệm của bản thân về xã hội cùng với chuyên môn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Thu Uyên mong muốn sẽ là đại diện cho vẻ đẹp của trí tuệ và nhan sắc trong thời đại số để hướng tới những giá trị bền vững cho xã hội. Với cô, vẻ đẹp thực sự chỉ tồn tại khi sức mạnh có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. True beauty is power, makes the world better. Emma Lê, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào, tôi tên là Emma Lê. Emma nghĩ rằng đến với Miss Universe Việt Nam 2023 là cơ hội để bản thân bước ra khỏi vùng an toàn, đồng thời để khám phá và hoàn thiện bản thân. Mong mọi người hãy ủng hộ Emma Lê trên chặng hành trình này nhé. Emma xin cảm ơn. Huỳnh Kim Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang là sinh viên và đồng thời là mẫu ảnh tự do. Tham gia cuộc thi năm nay, cô muốn cho bản thân cơ hội được rèn luyện, trau dồi nhiều hơn. Nguyện cầu cho thế giới sống yên bình như bao tháng ngày. Tự tin lên em, vượt qua những khó khăn. Vì ta có sức Việt Nam, vì ta luôn bên nhau, kề vai sát cánh đi lên phía trước. Nguyễn Thị Quỳnh Như, mình là Quỳnh Như, mọi người hay gọi mình là Clara. Năm nay mình 23 tuổi và ngay thời điểm hiện tại mình muốn tô màu cho bức tranh thanh xuân của mình và hy vọng mình sẽ bước được khỏi vùng an toàn và hành trình này sẽ tô vẽ cho thanh xuân của mình thật đẹp. Phạm Thị Anh Thư, nếu được ví như một loài hoa, Thư mong muốn được trở thành hoa hướng dương. Bởi lẽ loài hướng dương luôn vươn mình về phía mặt trời, không ngừng nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cười lên đi em, ban mai đã tới, ánh nắng tràn trên khắp muôn nơi. Và bao lâu sẽ tan đi theo mây và nguyện cầu cho thế giới sống yên bình như bao tháng ngày. Tự tin lên em, Nguyễn Diễm My.
đến với Miss Universe Việt Nam để thử thách bản thân và chinh phục ngôi vị cao nhất, để có thể truyền đến năng lượng tích cực và cảm hứng đến tất cả mọi người. Trân Nhật Lệ, Quảng Ninh. Để theo đuổi đam mê nghệ thuật có cần năng khiếu không? Tôi chắc chắn là không. Nhật Lệ đã mất 4 năm để từ một cô sinh viên trở thành một người mẫu diễn viên, người dám nghĩ dám làm. Và cô ấy tin rằng các bạn cũng sẽ như vậy. Và đây là Trân Nhật Lệ, 22 tuổi, đến từ Quảng Ninh. Đinh Thị Hoa, một cô gái trẻ nhiệt huyết, 22 tuổi, luôn háo hức với hành trình mình đang tham dự. Hơn cả sự trẻ trung của mình, cô mong muốn sẽ nắm lấy cơ hội và sẽ thật tỏa sáng trên sân khấu Miss Universe Việt Nam. Nguyễn Thị Lệ Nam. Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng cũng có những đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Năm 2008, lần đầu tiên tôi thấy Miss Universe thông qua chiếc TV nhập nhòe từ ô cửa nhà hàng xóm. Bỗng nhiên trái tim của cô bé ánh lên ánh sáng của sự tự tin. Một ngày nào đó, mình cũng có thể tỏa sáng và đứng ở vị trí kia. Dù hành trình có nhiều khó khăn, nhưng với tất cả sự nỗ lực và cố gắng, Lệ Nam mong muốn có thể chia sẻ và lan tỏa tình yêu thương. Và giờ đây, bạn đã có mặt tại Miss Universe Việt Nam. Trần Thị Ánh Nguyệt. Một cô gái độc lập và mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào thì vẫn sẽ có những lúc yếu đuối và không dám theo đuổi một điều gì đó. Nhưng cách đây 2 năm, cô đã đăng ký tham gia. Và bản thân vẫn không tự tin nên cô đã lùi bước. Nhưng hôm nay là một điều vô cùng tuyệt vời. Ánh Nguyệt đã mang theo toàn bộ sự tự tin vào bản thân, cô dũng cảm để theo đuổi ước mơ Miss Universe Việt Nam. Trịnh Thị Hồng Đăng, thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên tại Moscow, cô đã có những thành tích vô cùng xuất sắc trong những ngày tháng đi học của mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp đã mở ra trước mắt, thì Hồng Đăng bỗng phát hiện mình có khối u trong ngực. Quá trình điều trị đã thúc đẩy một con người mới xuất hiện trong cô, sống trân trọng từng khoảnh khắc và sống với ước mơ của mình. Nguyễn Thị Hương Ly. Hương Ly là nhà đồng sáng lập thương hiệu thời trang bền vững duy nhất tại Việt Nam, là thành viên của London Fashion Week. Bên cạnh đó, Hương Ly đã có hơn 7 năm trong lĩnh vực người mẫu. Và đây là lần thứ 4 Hương Ly quay lại tham gia Miss Universe Việt Nam. Năm nay cũng muốn một lần nữa đưa câu chuyện của mình đến với Miss Universe Việt Nam để lan tỏa thông điệp về người phụ nữ Việt Nam hiện đại, thành công và bản lĩnh.
Lê Thị Lan Anh. Lan Anh rất thích câu nói: cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai, đó chính là ngày mai. Mỗi ngày mới sẽ có những trải nghiệm và thử thách mới. Lan Anh luôn trân trọng và cố gắng để hoàn thiện và trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Và tôi cũng sẽ không ngừng nỗ lực cho đam mê và ước mơ đó. Lê Thị Lan Anh, Vĩnh Phúc. Bùi Quỳnh Hoa, Hà Nội. Quỳnh Hoa hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã hoạt động 5 năm trong ngành giải trí và đạt được những danh hiệu như Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Siêu mẫu Quốc tế 2022. Quỳnh Hoa vẫn đang tiếp tục làm việc chăm chỉ và lao động miệt mài để theo đuổi đam mê, lý tưởng của chính bản thân mình. Đồng thời, cô đã cải thiện bản thân qua mỗi ngày để trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại, bình đẳng và nhân ái. Hơ Duyên Bergrom, Đắk Lắk. Có một câu nói đã truyền động lực cho cô ấy, đó là bạn không thể thay đổi được hướng gió, nhưng bạn có thể điều chỉnh cánh bướm của bản thân mình để luôn có thể đến đích. Mỗi người sinh ra và lớn lên trong môi trường sống khác nhau, đi kèm với sự nỗ lực, nhiệt huyết và chân thành trong cuộc sống, thì cô ấy tin rằng con đường thành công và hạnh phúc luôn giang tay chào đón tất cả mọi người. Đến với Miss Universe Việt Nam 2023, cô ấy hy vọng sẽ được mọi người yêu thương, ủng hộ cô gái mang tên Hơ Duyên Bergrom đến từ đồng bào Ede. Mọi người dành một tràng vỗ tay thật lớn cho 18 thí sinh chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Xin giới thiệu với mọi người, đây là nhà thiết kế Thạch Linh. Em chào chị Linh. Chị Linh là chủ nhân của bộ sưu tập dân tộc được trình diễn lúc mở đầu của chương trình. Chị có cảm xúc thế nào khi chị được nhìn thấy bộ sưu tập của chị? Thạch Linh cảm thấy rất vui và tự hào khi được nhìn 18 thí sinh của chúng ta trình diễn vô cùng xuất sắc trong ngày hôm nay. Quý vị có thấy thế không ạ? Dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Và chị ơi, khi các thí sinh biểu diễn bộ sưu tập của chị ấn tượng nhất với thí sinh nào ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của em. Và trong phần trình diễn vừa rồi, vừa 18 thí sinh của chúng ta rất là đẹp, như 18 bông hoa đã trình diễn được tất cả, truyền tải được nội dung của bộ sưu tập của Thạch Linh với những cô gái của vùng cao, với những tính cách vô cùng dễ thương, đáng yêu, thân thiện và không bao giờ mất đi vẻ quyến rũ. Và 18 cô gái của chúng ta hôm nay rất là sắc. Riêng Thạch Linh ấn tượng nhất với hai cô gái, đó là Quỳnh Hoa và Hương Ly. Các bạn trình diễn. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Và xin phép Thạch Linh được nói tiếp được không ạ? Cô gái Hương Ly và Quỳnh Hoa của chúng ta ngày hôm nay trình diễn rất là tốt. Bởi vì sao? Trang phục thổ cẩm là những trang phục mang đường nét, họa tiết theo và sẽ rất là nặng, mà hai cô gái của chúng ta ngày hôm nay trình diễn rất là tốt. Xin chúc mừng cho các bạn. Vậy là chị đã có hai thí sinh chị vô cùng ấn tượng trong bộ sưu tập của chị. Chúng ta vừa chiêm ngưỡng các thí sinh trong phần thi trang phục dạ hội. Vậy thì với cương vị là nhà thiết kế thì chị thích bộ đầm nào nhất hả chị? 18 cô gái của chúng ta rất là đẹp và rất là xuất sắc. Thạch Linh xin phép được nhường câu trả lời này cho khán giả của chúng ta được không ạ? Rất là khó ạ.
Nào, cho MC nói nào. Vâng, và chị, em cũng nghĩ là ban giám khảo sẽ rất là nhức đầu để mà chọn ra người đẹp thời trang ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta chuẩn bị cắt từ 18 thí sinh xuống còn 10. Chị có lời gì nhắn nhủ đến các bạn thí sinh không hả chị? Thạch Linh xin phép gửi lời chúc tới 18 cô gái của chúng ta ngày hôm nay sẽ luôn tự tin, bình tĩnh và hoàn thành tốt phần thi của mình ạ. Chúc các cô gái may mắn và bây giờ cùng hướng lên sân khấu với MC Vĩnh Phú để tiếp tục chương trình. Xin được cảm ơn Diêu và nhà thiết kế Thạch Linh ạ. Xin được mời quý vị quay trở lại với đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2023. Và chúng tôi đang thấy sự cổ vũ rất nhiều của tất cả quý vị khán giả dành cho 18 cô gái của chúng ta đang có mặt trên sân khấu của đêm chung kết đêm nay. Thưa quý vị, và trước khi chúng tôi công bố đó là top 10 của Miss Universe Việt Nam 2023, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần công bố những giải thưởng phụ của chương trình. Cơ cấu giải thưởng của chúng ta sẽ có đó là giải thưởng người đẹp truyền thông, giải thưởng người đẹp truyền cảm hứng, giải thưởng người đẹp biển, giải thưởng người đẹp áo dài, giải thưởng người đẹp thời trang. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau gọi tên giải thưởng đầu tiên, người đẹp truyền thông. Xin chúc mừng. Trước tiên tôi mong muốn được nghe một tràng pháo tay thật lớn từ tất cả quý vị khán giả tại nhà áo Hòa Bình dành cho top 18 và 18 cô gái vô cùng xuất sắc đang có mặt trong đêm chung kết. Người đẹp truyền thông của Miss Universe Việt Nam 2023, xin chúc mừng người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam Tiền Giang. Hãy tiến lên vị trí của mình dành cho người đẹp truyền thông Nguyễn Thị Lệ Nam đến từ Tiền Giang. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng người đẹp truyền cảm hứng của Miss Universe Việt Nam 2023. Ai đang truyền cảm hứng cho quý vị với câu chuyện của cô ấy ạ? Chúng tôi xin gọi tên để chúc mừng người đẹp truyền cảm hứng. Đó là cô gái đến từ Quảng Ninh, Mai Phương Thảo. Chúc mừng. Đó là người đẹp truyền cảm hứng của chúng ta. Và giờ đây, người đẹp biển sẽ là ai? Quý vị cũng tương đồng với ý kiến từ ban giám khảo. Xin chúc mừng người đẹp biển, đó chính là Lý Đi Vũ, thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ đây, tà áo dài đẹp nhất sẽ được cô gái nào trình diễn? Người đẹp áo dài của Miss Universe Việt Nam 2023, chúng tôi xin chúc mừng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Trịnh Thị Hồng Đăng. Chúc mừng người đẹp áo dài Trịnh Thị Hồng Đăng. Và cuối cùng, thưa quý vị, người đẹp thời trang. Phần tưởng thưởng dành cho người đẹp thời trang sẽ là một chuyến đi đến El Salvador để trải nghiệm ngày hội nhan sắc Miss Universe 2023. Và người đẹp thời trang sẽ ủng hộ cho đại diện Việt Nam. Chuyến đi này trị giá 150 triệu đồng, bao gồm vé máy bay khứ hồi đến El Salvador, khách sạn trong suốt 7 ngày tại El Salvador, vé tham dự bán kết và chung kết của Miss Universe 2023, và đặc biệt
bạn sẽ diện trang phục dạ hội đẹp nhất để giúp bạn chiến thắng để chụp ảnh cùng tân Miss Universe 2023. Chúng tôi sẽ gọi tên người đẹp thời trang đó là... Người đẹp thời trang của Miss Universe Việt Nam 2023, Lê Thị Lan Anh, Vĩnh Phúc, chúc mừng! Xin chúc mừng người đẹp thời trang Lê Thị Lan Anh, Vĩnh Phúc. Và giờ đây, chúng tôi xin được mời Miss Quỳnh Nga, Giám đốc quốc gia của Miss Universe Việt Nam 2023, sẽ lên chào hòa để chúc mừng những giải thưởng phụ trong đêm chung kết hôm nay của Miss Universe Việt Nam 2023. Xin được mời Miss Quỳnh Nga, Giám đốc quốc gia của Miss Universe Việt Nam 2023. Xin chúc mừng người đẹp truyền thông Nguyễn Thị Lệ Nam, Tiền Giang, người đẹp truyền cảm hứng Mai Phương Thảo, Quảng Ninh, người đẹp biển Lý Đi Vũ, Thành phố Hồ Chí Minh, người đẹp áo dài Trịnh Thị Hồng Đăng, Thành phố Hồ Chí Minh và người đẹp thời trang Lê Thị Lan Anh đến từ Vĩnh Phúc. Xin mời Miss Quỳnh Nga sẽ chụp ảnh cùng với lại những cô gái vô cùng xuất sắc của chúng ta. Xin một tràng tay thật lớn để chúc mừng những giải thưởng chúng ta đang có mặt trên sân khấu của Miss Universe Việt Nam 2023. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn Miss Quỳnh Nga. Cảm ơn những người đẹp của chúng tôi. Mời các bạn về vị trí ạ. Thưa quý vị, và giờ đây thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để mời quý vị cùng đến với phần công bố top 10 của đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2023. Xin mời. Đó sẽ là ai ạ? Thưa quý vị, top 10, chúng ta sẽ có 10 cô gái bước vào vòng tiếp theo để tiến gần hơn với chiếc vương miện Life in the Sunrise của Jessica Chiori. Và dĩ nhiên, đó là những cô gái này, họ đã có một quá trình dài nỗ lực và cố gắng để có thể có mặt trong 10 cô gái xuất sắc nhất. Và giờ đây, khi tôi gọi tên để chúc mừng những cô gái sẽ có mặt trong top 10, Vĩnh Phúc sẽ có một câu hỏi ngẫu nhiên dành cho các cô gái để giúp cho quý vị sẽ hiểu rõ hơn họ như thế nào và họ thú vị ra sao, để cổ vũ cho họ nhiều hơn nữa, để quý vị sẽ vỗ tay nhiều hơn dành cho họ. Quý vị đồng ý thì vỗ tay thật lớn dành cho 18 cô gái của chúng ta đã sẵn sàng. Chúng tôi, Miss Universe Việt Nam 2023, xin gọi tên cô gái đầu tiên sẽ có mặt trong top 10. Đó chính là... Xin chúc mừng một cô gái đến từ Đắk Lắk, Hờ Duyên Bơ Crom. Hiện tại em đang nghĩ đến điều gì hả Hờ Duyên Bật Rông? Thì bây giờ em đã có mặt trong top 10 của Miss Universe Việt Nam 2023 rồi. Từ vui hồi hộp sẽ dẫn đến hạnh phúc đêm cố gắng hơn nữa. Cảm ơn Hờ Duyên Bật Rông. Và tiếp tục, ai sẽ xứng đáng có mặt trong top 10 à? Tôi muốn nghe từ quý vị ạ. À.
Chúng tôi xin gọi tên Duy Đẹp sẽ đứng cạnh Hờ Duyên Bờ Rông đến từ Đắk Lắk trong top 10. Cô gái của chúng tôi đến từ Tiền Giang, Nguyễn Thị Lệ Nam. Lệ Nam thương mến, ngày hôm qua thì bạn đã rất mệt mỏi đúng không nào? Vậy hôm nay thì sức khỏe của bạn tốt hơn chưa? Tôi nghĩ rằng dù đau đớn và gục ngã đến mấy, khi mà mình có sức mạnh của nội tại thì mình có thể vượt qua được tất cả mọi chuyện. Xin cảm ơn. Hãy giữ sức mạnh này trong xuyên suốt những vòng tiếp theo. Chúc mừng Lệ Nam. Và giờ đây, tôi vẫn chưa nghe nhiều đến từ tất cả quý vị, tôi có thể nghe rõ hơn nữa được không ạ? Và tôi nhận thấy đó là quý vị có rất nhiều những điểm tương đồng với lại các thành viên trong ban giám khảo trong hành trình lựa chọn các cô gái của Miss Universe Việt Nam 2023. Và giờ đây, nhân vật tiếp theo sẽ có mặt trong top 10 của Miss Universe Việt Nam 2023. Đó chính là Lý Đi Vũ, thành phố Hồ Chí Minh. Lý Đi à, bạn cảm thấy tự tin như thế nào về hành trình tiếp theo của mình? So lady, how many percent you believe yourself on the next step of the Miss Universe Việt Nam 2023? Xin chào anh. Xin chào em. I believe 100% in myself. I started from nothing and it's an honor to be among top 10. Thank you. Wow, 100% với sự nỗ lực, bạn ấy đã có mặt tại top 10 của chúng ta. Vỗ tay cho Lý Đi Vũ nhiều hơn nào các bạn ơi. Quý vị ơi ạ. Wow. Thưa quý vị, tiếp tục lại là một thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ai ạ? Một thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng với Lý Đi Vũ có mặt trong top 10. Đó chính là một cô gái còn rất trẻ, Huỳnh Kim Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái sinh năm 2000, vô cùng tự tin. Huỳnh Kim Anh, lúc này bạn đang nghĩ về ai? Dạ, ngay lúc này em đang nghĩ về gia đình đang ngồi ở đây với em ạ. Gia đình của Kim Anh đâu ạ? Hãy vỗ tay thật lớn cho cô gái này đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhé. Xin chúc mừng Kim Anh. Quý vị phải hô to hơn nữa thì tôi mới nghe để đáp ứng được mong muốn của tất cả quý vị. Tất cả chúng ta đều mong muốn đó là những cô gái xứng đáng nhất sẽ bước vào vòng tiếp theo để có cơ hội thể hiện nhiều hơn. Chúng tôi đã có 4 cô gái xuất sắc ở đây. Và tiếp theo,
Xin chúc mừng cô gái đến từ Quảng Ninh, Mai Phương Thảo. Chúc mừng. Rất thú vị ạ. Thế một cô gái sinh năm 2000 nữa. Chúng ta đã có 3 cô gái rất trẻ trong top 10, 10 cô gái xuất sắc. Thảo ơi, em có thấy đó là nụ cười có phải là điểm mạnh của em không? Dạ. Nụ cười có phải là điểm mạnh của em? Đúng rồi ạ, điểm cười là điểm mạnh nhất của em. Và đặc biệt là khi vui em cười rất là tươi. Và đặc biệt là khán giả đây đang ủng hộ rất là nồng nhiệt đối với em. Em cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn em, cảm ơn nụ cười rất tươi và rất nhiều năng lượng của em. Chúc mừng em. Đó là Mai Phương Thảo, hãy giữ nụ cười tươi đó Thảo nhé. Và giờ đây, cô gái thứ 6 trong top 10 của chúng ta. Chúng tôi xin chúc mừng. Cô ấy đang ở đâu ạ? Ở bên tay trái của quý vị hay là bên tay phải ạ? Hay là ở giữa ạ? Xin chúc mừng. Hình như cô ấy đang ở giữa. Xin chúc mừng Phạm Thị Anh Thư, Hà Nam. Thư ơi, thực sự đó là hiện tại đó là mình đang hơi đói bụng một tí, thì Hà Nam sẽ có món gì ăn ngon, bạn có thể chỉ cho mình biết được không? Dạ, Hà Nam của em có món đặc sản là bánh cuốn nóng và thịt xiên nướng cực kỳ nóng hổi mọi người ơi. Xin được cảm ơn những kiến thức mà bạn đã chia sẻ, chúc mừng bạn. À, tới đâu rồi quý vị nhỉ? Chúng ta đã có bao nhiêu cô gái đây ạ? Vậy thì cô gái tiếp theo gần Hà Nam thì chúng ta có địa phương nào ạ? Xin chúc mừng. Dĩ nhiên đó chính là Hà Nội, Bùi Quỳnh Hoa. Chắc chắn là tôi sẽ không hỏi về món ăn. Tôi chỉ hỏi đó là nếu tôi đến Hà Nội cái ngày mai thì tôi nên đi đâu Hoa nhỉ? Hà Nội của em thì đã nổi tiếng về 36 phố phường với những kiến trúc rất là cổ xưa. Rất mong muốn tất cả mọi người hãy một lần đến chơi Hà Nội. Chúc mừng bạn, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đến với Hà Nội. Và tiếp theo, chúng ta chỉ còn 3 cô gái đúng không ạ? 3 cái tên nào mà quý vị sẽ lựa chọn? Hãy giúp tôi nhé. Giúp tôi to hơn được không ạ? Ở đây quý vị nào đến từ thành phố Hồ Chí Minh ở nơi tại đây ạ? Tạm gọi là sân nhà, nhưng chắc chắn rằng các cô gái họ phải đã nỗ lực rất rất nhiều để có thể chinh phục được không chỉ đó là quý vị khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn quý vị khán giả khắp cả nước và đặc biệt là các thành viên trong ban giám khảo. Chúng tôi xin được chúc mừng cô gái tiếp theo đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Top 10 Miss Universe Việt Nam 2023 gọi tên Trịnh Thị Hồng Đăng, thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu bây giờ tôi đưa cho bạn một điện thoại để bạn nhắn tin, đó là bạn đã có mặt tại top 10, bạn sẽ nhắn tin cho ai? Người đầu tiên mà em sẽ gửi tin nhắn đó là mẹ em. Bởi vì cả hành trình này, đó là hành trình của mẹ. Em xin cảm ơn. Đó là hành trình của mẹ. Xin được cảm ơn bạn. Cảm ơn Hồng Đăng. Như vậy là chúng ta sẽ còn hai cái tên nữa. Hình như là Vĩnh Phú đang thiếu ai đúng không ạ? Tôi thiếu ai ạ? Vâng ạ, tôi thiếu mất Nguyễn Thị Hương Ly Gia Lê. Đây không phải là lần đầu tiên bạn có mặt trong những top sâu nhất của các cuộc thi. Vậy thì lần này sẽ như thế nào hả Hương Ly? Ly tin rằng lần này giấc mơ Miss Universe của Ly sẽ trở thành hiện thực. Chúc mừng Hương Ly, top 10 Miss Universe Việt Nam 2023. Và cái tên cuối cùng sẽ xuất hiện trong top 10 của Miss Universe Việt Nam 2023. Đó chính là... Đó chính là... Đó chính là... Em Ma Lê, thành phố Hồ Chí Minh! Ê Ma ơi, bạn có tha lỗi cho tôi bởi vì tôi đã để bạn đợi rất lâu không? Em không sẽ đặt nặng vấn đề gì hết bởi vì ở đây có rất là nhiều khán giả ủng hộ em ạ. Cảm ơn em Ma Lê nhé. Xin mời bạn về vị trí. Vâng ạ, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho top 10 thí sinh xuất sắc nhất của Miss Universe Việt Nam 2023. Hãy vỗ tay nhiều hơn và cùng nhìn ngắm lại 10 thí sinh xuất sắc của chúng tôi, top 10 Miss Universe Việt Nam 2023. Xin mời! Và tiếp theo sẽ là gì? Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau vài giây nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Miss Universe Việt Nam 2023 là cuộc thi đã thu hút hàng ngàn thí sinh ghi danh từ khắp cả nước. Trải qua vòng sơ khảo trực tuyến, ban tổ chức đã chọn ra top 18 thí sinh tiềm năng để tiếp tục hành trình đến với ngôi vị cao nhất. Nhiều thử thách và phần thi khác nhau được diễn ra sôi động từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hồ Tràm, Vũng Tàu như là chụp hình glam shot, trang phục dạ hội, phần thi áo tắm, phỏng vấn kín và các hoạt động xã hội bên lề. Một chặng đường đã đi qua đã cho chúng ta thấy được tình yêu, sự cố gắng, kiên định, đam mê và khát vọng cống hiến cho xã hội của top 18 Miss Universe Việt Nam 2023. 18 trái tim ngoan cường có chung một ước mơ. Và ước mơ của cô gái nào sẽ trở thành hiện thực? Ngay trong khoảnh khắc này, ai đã sẵn sàng để thực hiện sứ mệnh của Miss Universe Việt Nam 2023?
Quý vị đang quay trở lại với đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2023. Và Vĩnh Phú đang có mặt tại vòng công bố, đó là top 5 của Miss Universe Việt Nam 2023 sẽ là ai ạ? Thưa quý vị ạ, tôi đã được ban giám khảo nhờ rằng bạn hãy hỗ trợ đến gần với các thí sinh để nhìn thấy được biểu cảm của các cô ấy, nghị lực, sự tự tin và nỗ lực của các cô ấy. Và khi Vĩnh Phú đứng gần ai thì đó sẽ là cô gái rất nhiều cơ hội bước vào top 5. Quý vị đồng ý thì hãy vỗ tay thật lớn dành cho tất cả các cô gái của chúng ta. Và ở khu vực nào, ở cô gái nào quý vị vỗ tay lớn hơn thì tôi sẽ dừng lại ở đấy lâu hơn ạ. Quý vị đồng ý không ạ? Vâng ạ. Bây giờ tôi sẽ đi từ dưới lên quý vị nhé. Và tôi sẽ đến gần với cô gái đầu tiên. Đó chính là cô gái đầu tiên sẽ bước vào top 5 của Miss Universe Việt Nam 2023. Đó chính là Once again, are you ready? Excuse me? Are you ready? Yes, I'm ready! So you are in the top 5, Lady Hồ, thành phố Hồ Chí Minh! Through Miss Universe Vietnam, I want to be taken as an example for young kids with the right tool, that is education, schools. You can take any path you want because you are entitled to more than one dream. Cô gái đầu tiên sẽ xuất hiện trong top 5. Và tiếp theo à, tôi đang nhìn họ. Hãy giữ hơi thở, nhịp thở của mình nào. Họ vẫn tự tin và nụ cười vẫn rất tươi. Và tiếp theo, chúng tôi xin chúc mừng cô gái tiếp theo sẽ được gọi tên trong top 5, đó chính là Emily. Hãy bước về vị trí của top 5. Chúc mừng Emily, thành phố Hồ Chí Minh. Thông điệp mà mình muốn mang tới Miss Universe Việt Nam 2023 lần này đó chính là hãy luôn tin tưởng vào những cái giá trị mà mình đang có. Một người có một ngoại hình khác biệt, một người không được xinh đẹp hồi đi học về cộng đồng LGBT nhưng mà mình không được chào đón ở môi trường đó. Nhưng nếu mà bạn có ước mơ, bạn có nhận thấy được cái thế mạnh của mình cũng như là yêu quý bản thân mình thì thực sự là trên đời này không còn một cái thử thách gì mà mình có thể ngại tham gia cả. Chúng ta chỉ sống một lần thôi, chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ nếu như chúng ta có niềm tin vào điều đó. Ma Lê đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hãy vỗ tay cho cô ấy nào. Và tiếp theo, top 5, chúng tôi xin gọi tên. Chúng tôi sẽ gọi tên ngay bây giờ. Cô gái tiếp theo sẽ bước vào top 5 của Miss Universe Việt Nam 2023. Đó chính là cô gái đến từ đâu ạ? Đó là cô gái đến từ Hà Nam, Phạm Thị Anh Thư. Xin mời bạn đến với vị trí của top 5.
Thư muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ và giới trẻ để họ không ngần ngại theo đuổi đam mê của mình. Thư tin rằng vẻ đẹp không chỉ nằm bên ngoài mà còn là giá trị thực tại bên trong, đó chính là tình yêu thương, lòng kiên trì và tinh thần vượt qua mọi khó khăn, hãy tạo nên một xã hội thực sự nhiều tình yêu thương và hạnh phúc. Đó là Phạm Thị Anh Thư. Và tiếp theo tôi đang cần sự hỗ trợ của quý vị ạ. Xin chúc mừng, cô gái tiếp theo sẽ bước vào top 5, đó chính là Nguyễn Thị Hương Ly Gia Lai. Xin mời Hương Ly, top 5 gọi tên bạn. Và lớn lên tại một gia đình thuần nông, điều đó đã giúp ích Hương Ly đã biết chăm chỉ lao động từ sớm nhờ sự truyền cảm hứng của bố mẹ mình. Và đó cũng là lý do đến tận hôm nay Hương Ly vẫn luôn theo đuổi một ước mơ, một mục đích trong cuộc sống của mình là làm việc chăm chỉ và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Đến với Miss Universe Việt Nam 2023, Hương Ly rất mong muốn được mang đến đây một câu chuyện là bảo vệ môi trường thông qua thời trang hàng ngày. Và Ly hy vọng rằng là mọi người sẽ có cái nhìn mới hơn, tiệm cận hơn về vấn đề này. Rất yêu quý Nguyễn Thị Hương Ly đúng không ạ? Có thể vỗ tay nhiều hơn cho cô ấy được không ạ? Tuy nhiên, còn những cô gái còn lại thì sao ạ? Hãy cổ vũ nhiều hơn cho họ ạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chúc mừng. Bây giờ tôi mới hiểu ban giám khảo đã khó khăn như thế nào khi phải lựa chọn những gương mặt để bước vào những vòng tiếp theo. Vỗ tay cho ban giám khảo thưa quý vị. Xin chúc mừng cô gái đến từ Thành phố Hồ Chí Minh hay Quảng Ninh hay Tiền Giang hay Đắk Lắk hay Hà Nội ạ. Xin chúc mừng cô gái đến từ Hà Nội, Bùi Quỳnh Hoa. Tôi là Bùi Quỳnh Hoa, một cô gái chưa bao giờ đi đúng quỹ đạo mà bản thân mình đã đặt ra. Cuộc sống chính là những chuỗi ngày thử thách mà chúng ta cần phải tôi luyện bản thân mình mỗi ngày. Và cuộc đời của bạn chính do bạn vẽ nên. Thông điệp mà Hoa muốn truyền tải với mọi người đó chính là học cách tôn trọng những sự khác biệt của người khác. Với Hoa, khi mà bạn biết tôn trọng năng lực và sự khác biệt của người khác, biết cách yêu thương san sẻ thì lúc đó xã hội sẽ trở nên tân tiến và văn minh hơn rất là nhiều. Thưa quý vị, xin được thông báo chúng ta đã có mặt top 5 vô cùng xuất sắc của Miss Universe Việt Nam 2023. Và giờ đây chúng ta vẫn còn một người đẹp nữa
sẽ cùng top 5 chinh phục vương miện của Miss Universe Việt Nam 2023. Và xin lưu ý, đây sẽ là người đẹp, đây đã là người đẹp được yêu thích nhất của Miss Universe Việt Nam 2023, được chính quý vị khán giả bình chọn trên cổng bình chọn của Fashion, được mở từ ngày 10 tháng 9 2023 đến ngày 29 tháng 9 2023 vừa qua. Và người đẹp giành chiến thắng ở giải thưởng này, người đẹp được yêu thích nhất cũng sẽ là người cuối cùng bước vào top 6 của Miss Universe Việt Nam 2023. Và có nghĩa là có thể các cô gái ấy có mặt ở đây hoặc đang có mặt trong những cô gái ở bên trong cánh gà đang cùng nhau có mặt trong top 18 ạ. Và đó sẽ là ai ạ? Thưa quý vị, chúng tôi xin được công bố cô gái ấy đang hiện diện trên sân khấu này. Và xin được công bố cô gái thứ 6 sẽ có mặt trong top 6 của Miss Universe Việt Nam 2023. Người đẹp được yêu thích nhất được bình chọn trên cổng bình chọn của Fashion, đó chính là Trịnh Thị Hồng Đăng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Là một người từng bị kỳ thị chủng tộc cũng như trải qua biến cố về sức khỏe với khối u trong ngực, đang hiểu rõ sự quan trọng của niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai, lòng biết ơn với hiện tại, đang muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tìm thấy sức mạnh từ trong tâm hồn mình và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Chúng tôi chúc mừng Trịnh Thị Hồng Đăng, cô gái thứ 6 đã có mặt trong top 6, và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để dành cho 4 cô gái còn lại, họ cũng đã vô cùng xuất sắc, dành cho top 10 của Miss Universe Việt Nam 2023. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào bên trong để nghỉ ngơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và giờ đây, hãy cùng chiêm ngưỡng 6 cô gái xuất sắc nhất của Miss Universe Việt Nam 2023. Xin mời! Vâng ạ, thưa quý vị ạ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có điều gì dành cho 6 cô gái vô cùng đặc biệt này của Miss Universe Việt Nam 2023. Xin được lưu ý, đó sẽ là chủ nhân của tuyệt tác vương miện Life in the Sunrise. Và bây giờ top 6 họ sẽ chuẩn bị đến với phần thi ứng xử để tìm kiếm top 3 của chương trình. Xin được công bố về thể lệ như sau. Đó là các thành viên trong ban giám khảo sẽ đặt các câu hỏi để mong muốn được lắng nghe những chia sẻ từ các thí sinh. Và nếu như các bạn trả lời câu hỏi của ban giám khảo đơn ngữ một thứ tiếng, các bạn sẽ có 30 giây. Tuy nhiên, nếu các bạn mong muốn trả lời song ngữ hai thứ tiếng thì các bạn sẽ có 1 phút dành cho thời gian trả lời. Và hãy lưu ý, khi thời gian trả lời kết thúc, chúng ta sẽ nghe một tiếng. Hãy lưu ý điều đó. Và Vĩnh Phúc xin phép, sau khi ban giám khảo đặt câu hỏi, tôi sẽ chính là người hỏi các bạn, đó là các bạn mong muốn trả lời đơn ngữ hay song ngữ để hỗ trợ cho các bạn về thời gian các bạn nhé. Và giờ đây, cô gái đầu tiên sẽ bước đến phần thi ứng xử của Miss Universe Việt Nam 2023. Cô gái nào ạ? Xin mời Lý Đi Vũ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bằng tiếng Anh. Wow. Như vậy thì bạn chưa learn the bilingual language or just English? Bạn chỉ có tiếng Anh hay là bạn muốn trả lời cả tiếng Việt và tiếng Anh? Tiếng Việt của em chưa rành lắm nên em xin trả lời bằng tiếng Anh.
Tôi cảm ơn sự thẳng thắn của bạn. Như vậy thì bạn sẽ có 30 giây và giờ đây trước tiên hãy lắng nghe ban giám khảo. Xin được mời siêu mẫu MC Phương Mai. Good evening, lady. Your questions. The question for you is, what lesson have you learned after COVID? Câu hỏi dành cho bạn là bạn học được bài học gì sau COVID? During COVID, I had to take over my dad's company by myself. I was 26 years old. And he said something that was a word of wisdom to me. Leaders lead with confidence. They never show weakness. Thank you, Lady Vũ. Và để chúng tôi đảm bảo... Stay here, Lady. Stay here, please. Ở lại đấy nhé. Và chúng tôi để đảm bảo đó là nó sẽ thông suốt nhất về ngôn ngữ thì xin phép được nhờ phiên dịch viên sẽ hỗ trợ chúng tôi chia sẻ lại phần trả lời của Lady Vũ ạ. Just wait for us for the translation for you. Wait for a minute. Okay, thank you. Xin mời. Khi mùa dịch, khi mà Lady 26 tuổi là bố của Lady, trao đổi cho Lady một lời rất là đặc biệt. Lily học hiểu là nếu mà mình là người lãnh đạo, Lily cần phải tử tế, tự tin và có rất là nhiều năng lượng mạnh mẽ để thuyết phục được cả đồng nghiệp. Cảm ơn. Xin được cảm ơn phiên dịch viên mà tôi nghĩ cũng là một người rất đặc biệt của Lily Vũ. Thank you Lily Vũ for the first one. Xin được cảm ơn cô gái đầu tiên của chúng tôi. Và tiếp theo, xin mời đến với vòng ứng xử em Ma Lê ơi. Và giờ đây thì tôi sẽ dành cho các bạn quyền lựa chọn. Các bạn muốn trả lời song ngữ hay đơn ngữ ạ? Em sẽ trả lời song ngữ ạ. Bạn sẽ có một phút, 1 minute for you. Tuy nhiên hãy đợi tôi nhé, hãy chờ đợi tôi nhé. Xin được mời các thành viên trong ban giám khảo. Xin được mời CEO của Miss Universe Việt Nam 2023, chị Lan Khuê ạ. Chào em Ma Lê, đây là câu hỏi của em. Định nghĩa về hạnh phúc của em là gì? Và một phút của bạn, xin phép ạ. Một phút của bạn bắt đầu. Em nghĩ là chúng ta có thể tìm thấy niềm hạnh phúc trong bất kỳ những hành động nhỏ trong cuộc sống. Và đối với em, cái niềm hạnh phúc ấy luôn gần bên em vì nó luôn tạo ra những động lực cho em sự sống vui vẻ hàng ngày, như là được về nhà với gia đình, được có bạn bè yêu thương, luôn được ủng hộ bởi những người fan ở đây và được thực hiện ước mơ của mình cũng như là vượt qua nỗi sợ của bản thân. I believe the meaning of happiness for me is to live with your own dreams, to focus on your own goal, to be loved by your family and your friends, to support you all the time. And I feels like to be happy is the most positive thought ever. To be moving on in your life. Thank you. Thank you for your sharing about your happiness. Xin được cảm ơn em đã chia sẻ niềm hạnh phúc của mình đến tất cả mọi người. Quý vị cảm thấy thế nào thì vỗ tay lớn cho em Ma Lê ạ. Và thí sinh tiếp theo ạ. Thí sinh tiếp theo sẽ là ai ạ? Xin mời Phạm Thị Anh Thư, cô gái đến từ Hà Nam. Anh Thư sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ ạ? Em xin phép trả lời bằng đơn ngữ ạ. Đơn ngữ, bạn sẽ có 30 giây nhé. Và hãy chờ đợi tôi sẽ hỗ trợ cho bạn. Xin mời các thành viên trong ban giám khảo. Xin được mời Miss Thinh Hà. Đây là câu hỏi cho em. Theo bạn, bài học quý giá nhất trong cuộc sống mà bạn học được là gì? Bài học quý giá nhất trong cuộc sống em học được đó chính là lòng nhân ái và tinh thần chia sẻ với cộng đồng. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, em đã cảm nhận được khi mà em có được và được sự giúp đỡ của mọi người trong cộng đồng để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Em tin chắc chắn rằng nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lan tỏa những tình yêu thương đến tích cực đến với mọi người hơn thì chúng ta sẽ xây dựng được một xã hội thật. Một xã hội như thế nào, anh Thư ạ? Một xã hội như thế nào? Một xã hội thật sự tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cảm ơn anh Thư. Xin được cảm ơn bạn. Và xin được xin lỗi bạn bởi vì tôi làm mất 3 giây của bạn nên xin bổ sung phần sau.
Và tiếp theo ạ. Các bạn muốn nghe từ ai ạ? Quý vị muốn nghe từ ai ạ? Đúng rồi, tôi cũng đang muốn lắng nghe cô gái Nguyễn Thị Hương Ly chia sẻ. Xin mời Nguyễn Thị Hương Ly đến từ Gia Lai. Hương Ly sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ? Hương Ly xin được phép lựa chọn trả lời song ngữ. Bạn sẽ có một phút và hãy đợi tôi nhé. Xin mời các thành viên trong ban giám khảo ạ. Xin được mời Miss Chu Thị Hồng Anh. Xin chào em. Ban giám khảo có câu hỏi cho em. Theo bạn, những cuộc thi sắc đẹp giúp được gì cho phụ nữ thời hiện đại? Theo bạn, những cuộc thi sắc đẹp sẽ giúp được gì cho phụ nữ thời hiện đại? Một phút dành cho bạn, bắt đầu. Là một cô gái đứng đây với ba lần, Ly nghĩ rằng để khi trở lại lần này, Ly đã vượt qua rất là nhiều định kiến về xã hội và cũng như về chính nỗi sợ hãi trong chính bản thân Ly. Ly nghĩ rằng đây là một điều rất là tốt đẹp dành cho các cô gái biết phấn đấu vươn lên để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Mà điều này chúng ta có thể tìm kiếm ở những cuộc thi nhan sắc. Và Ly chỉ muốn nói với mọi người rằng do not fear failure and just believe yourself, working hard and focus on your goal. You will be the winner. You still have time, bạn vẫn còn thời gian. Xin cảm ơn Hương Ly, vỗ tay thật lớn cho cô ấy ạ. Chúc mừng Hương Ly. Và tiếp theo, chúng tôi xin mời Bùi Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội. Quỳnh Hoa ơi, bạn sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ ạ? Em xin trả lời đơn ngữ ạ. Đơn ngữ, bạn sẽ có 30 giây và xin được mời Miss Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn. Và sau đây là câu hỏi dành cho em. Bạn hãy gửi một thông điệp mà với bạn là quan trọng đến với giới trẻ. Thông điệp mà theo bạn là quan trọng với giới trẻ. Quỳnh Hoa nhé, 30 giây dành cho bạn, bắt đầu. Thông điệp mà Quỳnh Hoa muốn gửi cho tất cả các bạn giới trẻ hiện nay đó chính là hãy học cách tôn trọng sự khác biệt của người khác và học cách và sẽ luôn 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 chúng ta tôn vinh sự thành công của người khác. Bởi vì Hoa tin rằng khi chúng ta biết cách tôn trọng sự khác biệt của người khác và biết cách yêu thương san sẻ, lúc đó thế giới sẽ hoa hiện đại hơn. Xin chúc mừng Quỳnh Hoa đã hoàn thành xong phần trả lời của mình. Cảm ơn bạn. Và tiếp theo chúng tôi xin mời Trịnh Thị Hồng Đăng, cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh được vote, được bình chọn nhiều nhất trên cổng bình chọn của Faison. Vậy thì Hồng Đăng, bạn sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ? Em xin phép trả lời song ngữ ạ. Bạn sẽ có một phút để trả lời và rất mong là quý vị khán giả chúng tôi sẽ dành khoảng không gian này riêng cho Hồng Đăng nhé. Và xin được mời MC, xin được mời thành viên danh dự của ban giám khảo của chúng tôi, Miss Di Ái Hồng Sâm ạ. Và đây là câu hỏi của em. Đối với em, thế nào gọi là thành công? Đối với Hồng Đăng, thế nào gọi là thành công? Bạn sẽ có một phút để trả lời song ngữ. Xin mời Hồng Đăng. Đối với em, thành công là khi chúng ta có một trái tim nhân hậu, chúng ta có lòng bác ái, san sẻ với tất cả mọi người, và từ đó chúng ta có thể cống hiến cho thế giới này, lan tỏa tình yêu thương. For me, success is sharing. When we can share love, caring, and we can use our own powers to empower others, to uplift those who are in need. Thank you. Thank you, Hồng Đăng. Cảm ơn bạn. Hãy quay trở lại vị trí để chúng tôi có thể nhìn ngắm. Đó là 6 cô gái cực kỳ xuất sắc đã chia sẻ những thông điệp của mình. Xin một tràng tay thật lớn nhìn cho top 6 của Miss Universe Việt Nam 2023. Và vô cùng khó khăn để chúng tôi biết được ai sẽ bước tiếp, sẽ được nhờ chị Âu hỗ trợ chúng tôi ở bên trong hậu trường như thế nào rồi chị Âu ơi. Mừng quý vị đã quay trở lại với hậu trường của Miss Universe Việt Nam 2023. Và bên cạnh tôi là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp, chính là Emily và Phương Thảo. Hello các em. Chưa vương miệng, chuẩn bị tìm được chủ nhân của nó rồi. Và trong cả quá trình thi, chị biết có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Và Thảo,
em có kỷ niệm gì hay ho và xinh đẹp để chia sẻ với mọi người không? Chia sẻ với mọi người một chút rằng là trong quá trình diễn ra cuộc thi thì em đã phải vào viện tận 2 lần chỉ vì là em bị có một chút bệnh sỏi mật ở trong túi đường mật của mình. Vậy nên là mặc dù có hơi một chút tiếc nuối khi mà em phải nghỉ để mà có thể chinh chiến trong cuộc đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2023 ngày hôm nay. Thực sự em không muốn bị bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào cùng với tất cả mọi người ở đây ạ. Điều quan trọng là em vẫn đang đứng đây và rất xinh đẹp và tự tin để tỏa sáng trong đêm chung kết này. Rất là nỗ lực và quyết tâm. Mạnh mẽ. Emma, do you have anything you want to share with all the girls and the audience? I must be honest, at first I thought I would be anxious about my feelings and my emotions during the competitions. But when I actually joined the competitions, I feel even more confident and I feel so, so relaxed and so much funny moment with all the girls in the competition. And I think that is the most grateful thing that ever appeared in my life, especially in like the reality show and in this big stage. So I feel like so grateful to be here and so grateful to have so these amazing people around me all the time. And this is a final day and I can't even imagine tomorrow we cannot stay together again. This is so sad. I cannot wait for all the gathering and all the good food, yeah, you know. Sis, we're gonna go for oh. Yeah, foot massage. But remember to have me too, okay? Yes, definitely. Vậy là chúng ta cùng quay lại sân khấu chính để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Miss Universe Việt Nam 2023. Và ngay bây giờ, hãy cùng nhìn ngắm 6 cô gái xinh đẹp và tài năng của Miss Universe Việt Nam 2023. We'll be right back.
Và đó là top 6 của Miss Universe Việt Nam 2023. Các cô gái đang cần sự hỗ trợ từ tất cả quý vị khán giả. Rồi thưa quý vị, xin được chào đón quý vị quay trở lại với đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2023. Tôi là Vĩnh Phú và trên tay tôi đó là phong bì công bố ba cô gái xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào top 3. Theo quý vị đoán, đó là ai ạ? Tôi xin phép được mở phong bì ạ. Tôi xin phép sẽ làm các bạn đợi lâu thêm một chút, bởi vì tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa về tổng danh sách tôi đang có ở đây, 16 bạn. Và tôi muốn nghe nhiều hơn nữa từ quý vị khán giả sẽ lựa chọn ai làm ba cô gái xuất sắc nhất. Quý vị hãy nhìn thẳng vào những người đẹp của chúng tôi. Hãy gọi tên họ to hơn nữa. Hãy nhìn họ, hãy truyền nguồn năng lượng của quý vị dành cho họ. Sự yêu mến từ cộng đồng những người mến mộ sắc đẹp và tài năng của những cô gái Việt Nam. Để chúng ta cùng nhau tìm ra những cô gái sẽ đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế, sẽ thể hiện một Việt Nam xinh đẹp và tuyệt vời. Cô gái ấy sẽ có đầy đủ sự tự tin, sự nỗ lực, cố gắng và dĩ nhiên không thể thiếu, đó là sự ủng hộ của tất cả quý vị. Quý vị chọn ai ạ? Xin chúc mừng thí sinh đầu tiên sẽ bước vào top 3 của Miss Universe Việt Nam 2023, đó chính là Bùi Quỳnh Hoa. Tôi chúc mừng gửi đẹp đến từ Hà Nội của Miss Universe Việt Nam 2023. Và tiếp theo, cô gái mà quý vị vẫn sẽ ở đây để theo dõi trọn vẹn hành trình của cô ấy tại Miss Universe Việt Nam 2023. Một hành trình của rất nhiều nỗ lực và những sự thay đổi để bứt phá bản thân mình. Chúng tôi gọi tên tôi sẽ gọi tên địa phương của cô ấy được không ạ? Chúng tôi gọi tên địa phương của cô ấy là một cô gái đến từ
đến từ Gia Lai, Nguyễn Thị Hương Ly. Và chúng ta vẫn còn một cô gái nữa trọn vẹn trong buổi tối đêm nay. Cô ấy đã vô cùng tuyệt vời. Và tôi đã chứng kiến hành trình trong hai ngày vừa qua. Trong quá trình tập luyện, cô ấy đã vô cùng nỗ lực và cố gắng. Đó có thể là Lý Đi Vũ hay Emma Lê hay Phạm Thị Anh Thư hay Trịnh Thị Hồng Đăng ạ. Cô gái sẽ bước vào top 3 để tiếp tục chia sẻ về những suy nghĩ của mình, quan điểm của mình và sức mạnh của mình. Đó chính là... Đó chính là... Đó chính là... Đó chính là Trịnh Thị Hồng Đăng, cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi xin nhìn những tràng vỗ tay thật lớn cho ba cô gái còn lại đã vô cùng xuất sắc tại top 6 chung cuộc của Miss Universe Việt Nam 2023. Xin được cảm ơn Lý Đi Vũ, Emma Lê và Phạm Thị Anh Thư. Còn đợi gì nữa, hãy vỗ tay thật lớn cho top 3 của chúng ta, top 3 của Miss Universe Việt Nam 2023. Và giờ đây, hãy bước vào vị trí để sẵn sàng cho thử thách tiếp theo. Thưa quý vị, và giờ đây chúng tôi đã có đó là top 3 thí sinh xuất sắc nhất của Miss Universe Việt Nam 2023. Và bây giờ họ sẽ tiếp tục chia sẻ những quan điểm của mình. Và chúng tôi sẽ vẫn dành cho họ một câu hỏi. Và câu hỏi này sẽ là câu hỏi chung cho cả ba cô gái. Và xin được lưu ý đến quý vị, đó là các cô gái của chúng ta vẫn sẽ có cơ hội để lựa chọn. Họ sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ. Và thời gian dành cho họ khi trả lời đơn ngữ đó là 30 giây. Song ngữ hai thứ tiếng sẽ là 1 phút. Và tôi hy vọng rằng ngay bây giờ họ đã suy nghĩ về điều này để lựa chọn những gì họ mong muốn để chinh phục ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Và dĩ nhiên, hết thời gian thì tín hiệu dành cho các bạn sẽ là sẽ được cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Và giờ đây, cô gái đầu tiên sẽ tham gia và chia sẻ đó chính là Bùi Quỳnh Hoa. Xin mời bạn tiến lên phía trước. Quỳnh Hoa đợi mình một tí nhé. Hương Ly ơi, ngày hôm nay bạn rất xuất sắc, bạn có thấy điều đó không? Cảm ơn Hương Ly. Hồng Đăng ơi, em cũng đã vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn Hồng Đăng. Và giờ đây, câu hỏi chung dành cho cả ba bạn. Quỳnh Hoa sẽ lựa chọn đó là trả lời đơn ngữ hay song ngữ ạ? Em xin lựa chọn trả lời song ngữ. Tôi chúc bạn sẽ có câu trả lời vô cùng phù hợp với những suy nghĩ của mình. Câu hỏi của bạn như sau. Theo Quỳnh Hoa, thế nào là một vẻ đẹp tự tin? Một phút dành cho Quỳnh Hoa để trả lời câu hỏi thế nào là một vẻ đẹp tự tin sẽ được phép bắt đầu. Sự tự tin chỉ là một vẻ đẹp tuyệt vời của người phụ nữ khi cô ấy tin vào bản thân và có thể trở thành lãnh đạo của chính cuộc đời mình. Cô ấy sẽ luôn sẵn sàng để tôn vinh sự thành công của người khác. Là một người thắng không kiêu, bại không chảnh. Bởi vì thất bại chính là mẹ của thành công. Là người sẽ luôn đứng dậy được sau những vấp ngã trong quá khứ để tôi luyện bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn.
và tôi tin ở bản thân. Đó là lý do tôi ở đây ngày hôm nay. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều xứng đáng với những điều tuyệt vời. I believe in myself, that's why I'm here today. I believe that we deserve great things. Thank you! Thank you, Quỳnh Hòa. Xin được cảm ơn câu trả lời của Quỳnh Hòa và rất nhiều những sự ủng hộ. Các bạn có đồng ý đây là câu trả lời rất đặc biệt với các bạn không ạ? Vỗ tay cho Quỳnh Hòa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tiếp theo, chúng tôi xin được mời Hương Ly ạ. Xin được nhờ ban tổ chức hỗ trợ. Hương Ly ạ. Bên tay trái ạ, xin phép. Cảm ơn các bạn. Ban tổ chức của chúng tôi đang vô cùng hồi hộp, thưa quý vị. Xin chào Hương Ly. Và xin được cảm ơn rất nhiều những người hâm mộ của bạn đã dành khoảng không gian riêng này cho bạn để trả lời. Hương Ly, bạn sẽ lựa chọn là bạn mong muốn trả lời đơn ngữ hay song ngữ cho câu hỏi chung này? Ngày hôm nay, Ly muốn trả lời song ngữ. Hương Ly sẽ có một phút để trả lời, Hương Ly nhé. Và câu hỏi dành cho bạn: thế nào là một vẻ đẹp tự tin? Và một phút để bạn trả lời câu hỏi: thế nào là một vẻ đẹp tự tin? Xin bắt đầu. Từ một cô bé sinh ra tại một gia đình thuần nông, tôi đứng đây đến tận 3 lần, chỉ vì một giấc mơ Miss Universe mà tôi nghĩ rằng là nơi đại diện cho những cô gái với đầy sự tự tin, văn minh và tính truyền cảm hứng. Vì vậy tôi chỉ muốn nói với những người mà luôn yêu thương và quan tâm tôi rằng đừng sợ cố gắng và cũng đừng sợ xấu hổ, vì Ly tin chắc rằng các bạn sẽ làm được nhiều hơn thế nữa. Vì đó chính là sự tự tin thực sự. And never be ashamed of trying. I believe you deserve more than you think. And you know what? Action louder than words. And focus for everything you want in your life. You will be deserve what you want. Cảm ơn Hương Ly. Đó cũng chính là một vẻ đẹp của sự tự tin. Và cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin nhờ tất cả quý vị sẽ dành không gian riêng cho các thí sinh của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo xin mời Trịnh Thị Hồng Đăng, cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Đăng, bạn sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ? Em xin trả lời song ngữ. Bạn sẽ có một phút nhé. Và bây giờ câu hỏi dành cho bạn, hãy đợi tôi nhé. Câu hỏi dành cho Hồng Đăng: thế nào là một vẻ đẹp tự tin? Và giờ đây một phút để bạn trả lời câu hỏi: thế nào là một vẻ đẹp tự tin? Xin bắt đầu. Đối với Đăng, một vẻ đẹp tự tin là một vẻ đẹp của lòng nhân ái. Và trước tiên đó là lòng nhân ái với chính bản thân mình. Khi ta có thể yêu thương và chấp nhận mọi phiên bản của bản thân thì ta mới có thể hoàn thiện và trở nên tốt hơn mỗi ngày. For me, the definition of confident beauty is in the love for oneself. The caring and kindness and forgiveness we give ourselves, letting go of our old mistakes so that we accept all versions of ourselves. And that's the only way we can become better every single day. Thank you. Thank you. Xin được cảm ơn Hồng Đăng. Bạn đã hoàn thành phần chia sẻ của mình trong phần thi ứng xử dành cho top 3 của Miss Universe Việt Nam 2023. Hãy vỗ tay thật lớn cho nỗ lực tuyệt vời của ba cô gái của chúng ta. Đó là Quỳnh Hòa, Hồng Đăng và Hương Ly. Và giờ đây, xin được mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng ngay. Đó là chiếc vương miện Life in the Sunrise, một tuyệt tác được chế tác bởi Jessica Jewelry, sẽ được trao cho Miss Universe Việt Nam 2023. Đêm nay, một trong 18 cô gái xinh đẹp sẽ chiến thắng, trở thành chủ nhân của chiếc sash Miss Universe danh giá và sở hữu vương miện Life in the Sunrise, được đội ngũ kim hoàng kỳ công chế tác.
Chiếc Vương Miện mang chủ đề Light in the Sunrise, cuộc sống khi bình minh bắt đầu, nói lên ý tưởng của một cây lúa màu mỡ, người nông dân sáng tinh mơ ra đồng. Vương Miện Light in the Sunrise được chế tác bởi 3.697 viên kim cương sapphire và topaz, và viên chủ lên tới 110 viên topaz trắng thiên nhiên, được kiểm định bởi SGC, và hy vọng tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện lần này là một người phụ nữ thông minh, bản lĩnh và đại diện cho sắc đẹp Việt Nam ra đấu trường quốc tế. Xin được chào đón quý vị quay trở lại với đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2023. Và giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn ngắm chiếc vương miện sẽ được trao cho tân Miss Universe Việt Nam 2023. Xin mời. Xin được mời ông Đôn Hậu, đại diện nhà chế tác Jessica Chowhury, sẽ trao chiếc vương miện cho Miss Quỳnh Nga, giám đốc quốc gia của Miss Universe Việt Nam. Và Miss Quỳnh Nga sẽ đặt chiếc vương miện Life in the Sunrise vào vị trí sẵn sàng chờ đón tân Miss Universe Việt Nam 2023. Thưa quý vị, chiếc vương miện dành cho tân Miss Universe Việt Nam 2023. Xin cảm ơn Miss Quỳnh Nga. Và giờ đây, chúng tôi đã sẵn sàng. Các thí sinh, họ đang nắm tay nhau, họ cũng đã sẵn sàng chờ đợi. Và dĩ nhiên, cả 18 thí sinh, họ đều trong tâm thế sẵn sàng. Tuy nhiên, đây sẽ là ba cô gái xuất sắc nhất để tiến rất gần với chiếc vương miện của Miss Universe Việt Nam 2023. Chúng tôi xin phép được mời ban giám khảo sẽ gửi đến chúng tôi, đó là kết quả dành cho các thứ hạng cao nhất của Miss Universe Việt Nam 2023. Cảm ơn bạn. Ai sẽ là Á hậu 2 à? Ai sẽ là Á hậu 1 à? Và ai sẽ là hoa hậu, là Miss Universe 2023 của Việt Nam ạ? À?
Và giờ đây, thưa quý vị, cảm ơn quý vị khán giả vẫn còn ở lại với chúng tôi. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông trực tuyến của Miss Universe Việt Nam và cả Miss Universe để cùng theo dõi ngày hôm nay và cùng chào đón những người đẹp sẽ đăng quang. Á hậu 2 của Miss Universe Việt Nam 2023. Vĩnh Phú đã có kết quả từ ban giám khảo. Và xin được lưu ý, khi chúng tôi chúc mừng Á hậu 2, chúng tôi sẽ mời sau đó là CEO của Miss Universe Việt Nam, thành viên ban giám khảo, đó là siêu mẫu Trần Ngọc Lan Quê. Tí nữa chúng tôi sẽ mời chị lên để trao cho cô gái này. Và Vương ạ, xin phép ạ, bây giờ tôi sẽ tập trung trước tiên đó là phần công bố Á hậu 2 ạ. Xin cảm ơn quý vị ạ, tôi cũng đang rất hồi hộp ạ. Quý vị có như vậy không ạ? Và tôi hô tên ai sẽ khiến cho quý vị bớt hồi hộp ạ? Xin chúc mừng Á hậu 2 của Miss Universe Việt Nam 2023, đó chính là Trịnh Thị Hồng Đăng. Xin được chúc mừng Trịnh Thị Hồng Đăng, Á hậu 2 của Miss Universe Việt Nam 2023. Và giờ đây chúng tôi xin được mời bà Chu Thị Hồng An và bà Chi Ái Hồng Sơn, hai thành viên của ban giám khảo Miss Universe Việt Nam 2023, sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc vinh danh và chúc mừng Á hậu 2 của Miss Universe Việt Nam 2023, Trịnh Thị Hồng Đăng. Và giờ đây sẽ là khoảnh khắc để chúng tôi chúc mừng Á hậu 2 của Miss Universe Việt Nam 2023, Trịnh Thị Hồng Đăng. Xin mời các bạn và xin được mời giám khảo Chu Thị Hồng An và giám khảo Chi Ái Hồng Sâm sẽ trao sax và hòa để chúc mừng cho Á hậu 2 của Miss Universe Việt Nam 2023. Chúng ta cùng nhau chúc mừng Á hậu 2 Trịnh Thị Hồng Đăng của Miss Universe Việt Nam 2023. Xin được cảm ơn Miss Chi Ái Hồng Sâm và Miss Chu Thị Hồng Anh. Vâng, tôi biết đó là hai cô gái sẽ gần với nhau hơn. Và chắc chắn là hai cô gái, họ đã biết rằng đây là thời khắc để họ chạm đến ước mơ đã từ rất lâu. Chiếc vương miện của Miss Universe Việt Nam 2023. Ước mơ của những sự nỗ lực, sự cố gắng không mệt mỏi ngày qua ngày. Và nhiều hơn thế nữa, thưa quý vị, đây là thời khắc quyết định. Xin được lưu ý với cả hai thí sinh của chúng tôi, các bạn hãy luôn ghi nhớ, trong trường hợp Miss Universe Việt Nam 2023 không hoàn thành nhiệm vụ
thì trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn sẽ được chuyển giao cho Á Hậu 1. Vì vậy, vai trò của hai bạn đều quan trọng như nhau. Và ai sẽ đại diện Việt Nam tiếp tục chinh chiến tại Miss Universe El Salvador? Ai à? Chúng tôi sẽ công bố Hoa hậu của Miss Universe Việt Nam 2023, đó là Lai Lai. Đó là ai ạ? Bây giờ là lúc các bạn ấy mong muốn nghe đến từ tất cả quý vị khán giả tại đây. Các bạn chọn ai? Quý vị chọn ai? Tiếp tục nào, quý vị chọn ai? Ai sẽ là Miss Universe Việt Nam 2023? Đó là... Và giờ đây, Miss Universe Việt Nam 2023 gọi tên... Bùi Quân Hoa! Xin chúc mừng Miss Universe Việt Nam 2023, Bùi Quân Hoa! Chúng tôi xin chúc mừng Á Hậu 1 của Miss Universe Việt Nam 2023 dành cho Hương Ly, Nguyễn Thị Hương Ly, cô gái đến từ Gia Lai. Và giờ đây, chúng tôi xin mời người sẽ tiến lên sân khấu để vinh danh và chúc mừng cho Á Hậu 1. Xin được mời siêu mẫu MC Phương Mai sẽ tiến lên sân khấu để vinh danh và chúc mừng Á Hậu 1 của Miss Universe Việt Nam 2023. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Hương Ly. Xin mời siêu mẫu MC Phương Mai sẽ vinh danh dành cho Á Hậu 1 của Miss Universe Việt Nam 2023. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Hương Ly. Xin cảm ơn siêu mẫu Phương Mai. Và giờ đây, xin được giới thiệu và công bố tất cả quý vị khán giả sự hiện diện của tân hoa hậu Miss Universe Việt Nam 2023, Bùi Quân Hoa. Chúng tôi xin được mời Giám đốc quốc gia Miss Quân Nga, CEO Miss Universe Việt Nam Trân Ngọc Lan Khuê và Mr. Đông Hậu, đại diện của Jessica Chiavori, sẽ cùng tiến lên sân khấu để vinh danh và trao vương miện cho tân Miss Universe Việt Nam 2023. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn chiếc sash được mang đến bởi The Sash Company và hoa đăng quang đến từ Moonflower. Và chúng tôi xin được mời Miss Trân Ngọc Lan Khuê sẽ tiến lên sân khấu. Và chiếc vương miện Life in the Sunrise đã sẵn sàng để được mang đến
cho tân hoa hậu của Miss Universe Việt Nam 2023, Bùi Quỳnh Hòa. Và chúng ta đang chuẩn bị chờ đón những bước đi đầu tiên trong cương vị tân hoa hậu của Miss Universe Việt Nam 2023, Bùi Quỳnh Hòa. Các bạn có chờ đợi như chúng tôi không ạ? Hãy vỗ tay thật lớn cho cô gái xuất sắc nhất của Miss Universe Việt Nam 2023. Và giờ đây, quý vị đã sẵn sàng chưa? And now, the winner war. Xin được cảm ơn Miss Đoan Hậu, Miss Quỳnh Nga và Miss Trương Ngọc Lan Quê. Và giờ đây sẽ là lúc để tân hoa hậu của Miss Universe Việt Nam 2023 bước đi những bước đầu tiên trong cương vị mới của mình. Xin được mời Miss Universe Việt Nam 2023, Bùi Quỳnh Hòa. Tiến lên phía trước để chúng ta cùng với tân Miss Universe 2023 sẽ đứng cạnh nhau thêm một lần nữa vì những sự nỗ lực của các bạn đã cùng nhau. Xin chúc mừng Á hậu 2 Trịnh Thị Hồng Đăng và Á hậu 1 Nguyễn Thị Hương Ly. Xin được mời tất cả các thí sinh trong top 18. Và chúng tôi vẫn có danh vị người đẹp của Miss Universe Việt Nam 2023. Mời các bạn sẽ tiến lên gần hơn nữa để chúng ta cùng nhau vẫn tiếp tục là những người bạn và sẽ hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa trong những đỉnh vinh quang tiếp theo mà các bạn sẽ tiếp tục bước đi và đạt được tại Miss Universe Việt Nam. Và chúng tôi đã mang đến cho quý vị những phút giây vô cùng tuyệt vời để cùng chào đón những cô gái cực kỳ xuất sắc của Miss Universe Việt Nam 2023. Chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả, tất cả quý vị đang có mặt tại đây để chung vui cùng các cô gái. Và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo dành cho quý vị tại Miss Universe Việt Nam trong những năm tiếp theo. Tôi là Vĩnh Phú, xin chào. Chúng tôi xin phép được mời các nhà tài trợ sẽ tiến lên sân khấu để chụp ảnh với lại những cô gái xuất sắc nhất của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin phép được mời đại diện các đơn vị tài trợ sẽ tiến lên sân khấu ạ. Xin được chào quý vị ạ. Xin được mời Mr. Đoan Hậu ạ.